Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 33 bị can liên quan vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam xác định trên địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, khu vực Sông Hồng, giáp danh 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình có khoảng từ 40 đến 50 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng tổ chức đánh bạc có bố trí flycam, người cảnh giới nghiêm ngặt, đồng thời bố trí đưa đón các con bạc ra vào sới bằng ô tô, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xác lập chuyên án đấu tranh và lên kế hoạch triệt phá. Đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam đã phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân triệt phá chuyên án, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa trên tàu không mang biển kiểm soát đang neo đậu ở vị trí gần giữa sông Hồng thuộc địa phận thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm hơn 1,5 tỷ đồng, một bộ bát đĩa sứ màu trắng, 4 quân vệ hình tròn, 2 tàu là phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, 9 ô tô các loại, 20 điện thoại di động cùng nhiều tang vật vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã mua và cải tạo tàu, sau đó thường xuyên tổ chức cho khoảng từ 30 đến 40 con bạc ở các tỉnh, thành phố như Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đắk Nông tham gia đánh bạc vào các đêm, khung thời gian từ 22 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau và thu của mỗi con bạc 1 triệu trên một ca tiền phí tham gia. Theo đó, từ tháng 3 năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng. Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1845 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Theo đó, nội dung cụ thể như sau: đối với Cục Thuế tỉnh, tập trung rà soát các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để quản lý thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, phối hợp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Các đơn vị như Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các doanh nghiệp tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát, phối hợp trao đổi cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn. Từ đầu tháng 7 năm 2024, người dân khi vay ngân hàng một khoản nhỏ có giá trị dưới 100 triệu đồng sẽ không phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi. Thay vào đó, khách hàng chỉ cần cam kết mục đích sử dụng vốn hợp pháp và đáp ứng về khả năng trả nợ là có thể được giải ngân. Điều này góp phần mở rộng hoạt động cho vay phục vụ đời sống, kích cầu tiêu dùng, qua đó hạn chế tín dụng đen. Để đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi, các ngân hàng cho biết sẽ tăng cường biện pháp kiểm soát rủi ro như xây dựng hệ thống liên tục đánh giá điểm xếp hạng tín dụng cá nhân, xây dựng hệ thống nhận diện gian lận từ sớm, ứng dụng công nghệ số để thu thập và đánh giá tối đa về khả năng trả nợ của khách hàng. Ngoài sửa đổi quy định với khoản vay nhỏ theo hướng thuận lợi hơn như đã nêu ở trên, thì trước đó Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành thông tư cho phép các ngân hàng được chủ động các giải pháp công nghệ cho vay qua mạng. Sáng ngày 12 tháng 7, giá nhẫn tròn trơn tiếp tục tăng giá so với phiên giao dịch trước đó lên mức 76,8 triệu đồng một lượng. Lần đầu tiên trong 5 năm qua, giá mua vào của nhẫn tròn trơn cao hơn vàng SJC 500 đến 600.000 đồng trên một lượng tùy thương hiệu vàng. Mở cửa phiên giao dịch, tập đoàn Doji tăng giá nhẫn tròn trơn 200.000 đồng trên một lượng so với cuối phiên giao dịch ngày 11 tháng 7.
lên mức 75,6 đến 76,8 triệu đồng trên lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 74,65 đến 76,25 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra, lên mức 75,38 đến 76,68 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục tăng giá phiên thứ hai liên tiếp trong tuần, với tổng mức tăng là 500.000 đồng trên một lượng. Với vàng miếng SJC, bốn ngân hàng thương mại quốc doanh là Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và doanh nghiệp giữ nguyên mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Hiện nay người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNEID. Theo quy định của Nghị định số 70, người dân lựa chọn thủ tục kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Sau đó người dân đến cơ quan cấp thẻ căn cước theo thời gian mà mình đã đăng ký hẹn định để thực hiện các quy trình thủ tục cấp thẻ căn cước. Trường hợp người dân không đến, hệ thống sẽ tự động hủy lịch hẹn. Nếu người dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại. Vừa qua, đại diện Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình cho biết việc tiêu hủy hai siêu xe Lamborghini và Mercedes-Benz AMG G63 là đúng quy định. Nhiều câu hỏi được đặt ra là vì sao không đưa ra đấu giá để nộp ngân sách hoặc xây dựng công trình công ích. Vị này lý giải rằng hai siêu xe nói trên không thể xác định được số khung, số máy và không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc không xác định những thông tin cùng tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến xe không đủ điều kiện lưu thông trên đường. Cùng đó, hai siêu xe này đã bị thu giữ gần 4 năm. Công an tỉnh Quảng Bình đã rà soát các văn bản quy định cũng như xin ý kiến cấp trên. Khi không còn phương án nào phù hợp, cơ quan chức năng mới đưa ra giải pháp tiêu hủy. Phương án tiêu hủy hai siêu xe này là cắt khung sườn phá hủy thành phế liệu nhằm không đưa vào sử dụng được nữa. Sau khi phá hủy sẽ bán phế liệu, số tiền này được nộp vào ngân sách nhà nước. Được biết, hai xe này được Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ vào tháng 8 năm 2020 khi đang trên đường vận chuyển nghi nhập lậu. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả hai đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vừa qua, tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra trận mưa kèm theo dông lốc khiến nhiều căn nhà của người dân bị tốc mái, nhiều diện tích vườn cây ăn trái bị đổ ngã, bật gốc. Khi lốc xoáy xảy ra, nhiều tấm tôn đã văng ra đường làm cho ùn tắc giao thông vào thời điểm trên. Thiệt hại ban đầu ghi nhận, trận mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hàng chục căn nhà của người dân tốc mái, làm gãy trụ điện và nhiều diện tích cây ăn trái bị hư hỏng. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ đến để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại trận mưa dông trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong số các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 12% tổng dân số vào năm 2019. Và đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên 25%. Trong khi các nước phát triển mất nhiều thập kỷ, có nước hàng thế kỷ mới chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già, nhưng ở Việt Nam chỉ khoảng 26 năm. Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế Lê Thành Dũng phân tích, nếu như năm 2019 cứ khoảng 3 trẻ em dưới 15 tuổi mới có một người từ 60 tuổi trở lên, thì đến năm 2019 cứ khoảng 2 trẻ em dưới 15 tuổi đã có một người 60 tuổi trở lên. Theo đó, khi mức sinh giảm càng thúc đẩy nhanh chóng quá trình già hóa dân số ở nước ta. Ông Dũng khẳng định, nếu mức sinh tiếp tục giảm thì tương lai lực lượng trong độ tuổi lao động sẽ giảm, trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh, dẫn đến tỷ trọng dân số già sẽ chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số dân số và Việt Nam sẽ có cơ cấu dân số già. Người dân không để tâm lý hoang mang, không tự ý tiêm chủng vaccine bạch hầu khi chưa có hướng dẫn. Đó là khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra mới đây liên quan đến bệnh bạch hầu đang xảy ra ở một số địa phương. Bộ Y tế cũng cho biết thêm, hiện nay đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh. Tuy nhiên,
do bệnh vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam, việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc bổ sung liều vaccine cần dựa trên tình hình dịch tễ học cụ thể của từng quốc gia và đánh giá nguy cơ mắc bệnh. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu hiện ở mức thấp và hệ thống y tế có thể kiểm soát được các ca bệnh. Bộ Y tế cũng hướng dẫn trong trường hợp cần thiết, người dân cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn về các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng, đúng liều và đúng thời điểm, cũng như an toàn, hiệu quả phòng bệnh. Cũng liên quan đến bệnh bạch hầu, mới đây Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết thông tin thành phố có ca mắc bệnh bạch hầu là tin đồn thất thiệt. Đến thời điểm này, TP.HCM chưa ghi nhận có ca mắc bệnh bạch hầu nào và người dân không nên quá hoang mang. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh thành phố cũng cho biết nguy cơ lan truyền bệnh bạch hầu đến TP.HCM là có thể xảy ra do thành phố có mật độ dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi và thường xuyên đón du khách, người lao động từ các tỉnh khác tới. Tuy nhiên, người dân có thể chủ động phòng chống bệnh bằng cách tiêm chủng. Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng càng cao, khả năng mắc và lây lan bệnh càng thấp. Đây là bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Vượt qua Nhật Bản, Việt Nam hiện đứng đầu trong số các điểm đến du lịch nước ngoài ưa thích của người Hàn Quốc. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do một tập đoàn về du lịch của Hàn Quốc công bố mới đây dựa trên phân tích dữ liệu đặt chỗ du lịch trong quý 3 năm nay. Theo đó, xu hướng du lịch nước ngoài trong quý 3 bao gồm kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ lễ Chuseok. Bên cạnh Nhật Bản, Việt Nam trở thành điểm đến mà du khách Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi ưa thích, nhu cầu đặt chỗ cao trong quý 3 năm nay. Đáng chú ý, quý 3 năm 2024 cũng là quý đầu tiên Việt Nam vượt trên Nhật Bản với tỷ lệ đặt chỗ 13,7% theo Travel ESC. Do ảnh hưởng của lạm phát cao, ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các điểm du lịch đường ngắn, trong đó đứng đầu là Việt Nam, tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines. Còn theo khảo sát của hãng thông tấn Yonhap, Đà Nẵng, Hạ Long vẫn được coi là thiên đường nghỉ dưỡng với khách Hàn Quốc.